thưa quý vị, nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học tiếng Việt, đài Little Saigon TV hân hoan giới thiệu sự trở lại của chương trình Thế hệ trẻ Young Generation với Sophie Bảo Trân. Các em có thể gọi vào live để hát, đọc thơ hay gửi lời chúc cho gia đình để nhận được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ Young Generation mỗi thứ tư 8:30 đến 9:00 tối chỉ có trên đài Little Saigon TV. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Kính thưa quý vị, trong phần 1 thì quý vị vừa gặp các em đến từ câu lạc bộ tình nghệ sĩ nhóm thiếu nhi. Và trong phần 2 thì xin mời quý vị gặp lại hai em mới. Đó là em Linda và Vivian. Chào hai em. Thưa con, chào cô chị Sophie. Chào em và chào em Linda. Dạ, con chào cô Julie. Cô Sophie. Cô Sophie mà gọi là cô Julie, nhưng mà chị Bảo Trân rất là giống như là ái mộ cô Julie. Cô Julie rất là hay và có tài, cho nên là nếu mà gọi Bảo Trân bằng cô Julie thì cũng hạnh diện, cũng rất là vui. Vâng, thưa quý vị, chương trình này nhằm mục đích là giúp cho các em, khuyến khích cho các em học và tập tiếng Việt. Cho nên là trong chương trình này thì các em có thể gọi vào đài tại số 714-893-3264 và các em có thể hát, đọc thơ, kể chuyện bằng tiếng Việt. Và khi mà các em làm như thế thì các em sẽ được những món phần món quà của các nhà tài trợ, như là các món đồ chơi được bảo trợ được bởi FMG Insurance, cũng như là ngay tại đây Bảo Trân có phiếu đi ăn In and Out, cũng như là có phiếu đi uống boba tại Seven Leaves. Và số phone mà các em có thể gọi vào đài là 714-893-3264. Bây giờ Bảo Trân thấy có một em gọi vào rồi nè. Bây giờ em Vanessa giúp chị nói chuyện với em này nhé. Hello, chào em, đây là chương trình Thế hệ trẻ. Dạ, em tên là Jasmine. Jasmine mấy tuổi? Dạ, em 14 tuổi. Em Jasmine 14 tuổi. Và em Jasmine có muốn hát bài gì hay là đọc thơ hay kể chuyện không? Dạ, em xin đọc bài thơ Lời mẹ nhắn nhủ. Lời mẹ nhắn nhủ, ok rồi. Bây giờ mời em Jasmine. Nếu có bao giờ con yêu mẹ, hãy yêu đi khi mẹ còn đây, còn biết được những dòng tình cảm ngọt ngào, êm dịu lẫn nồng say. Hãy yêu đi khi mẹ còn biết, đừng chờ đến lúc mẹ ra đi mới khắc lên bi đá vô tri những mỹ từ con chưa từng nói. Hãy nói lên điều con muốn nói, đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say. Một giấc ngủ không bao giờ dậy, ngàn năm ngang cách chẳng ngày mai. Đó là chia ly, là từ biệt. Đó là chia ly, là đó là chia ly, là tức vì chẳng bao giờ nghe được tiếng con. Nếu yêu mẹ dù là một chút, hãy nói lên điều con muốn nói. Nói đi con, lời nào yêu dấu cả tấm lòng hiếu thảo của con, để mẹ nơi yêu như bảo vật, cho tình mẫu tử thánh như son. Wow, câu thơ rất là hay. Vỗ tay đi. Yeah. Em Jasmine rất là hay là để thuộc được nguyên cái bài thơ đó rất là khó. Và nhân dịp Thanksgiving thì em có muốn gửi lời tạ ơn gì đến ai không? Chắc là em chúc các chị một Thanksgiving vui vẻ. Thank you em Jasmine. Và mời Jasmine đến đài Little Saigon TV để pick up một món quà nha. Bây giờ có thêm một bạn gọi vào nè. Bây giờ mời Linda giúp chị Bảo Trân trò chuyện với bạn này. Chào trò chuyện với Bảo Trân. Chào em. Em tên gì? Em hỏi em tên gì? Em tên gì? Caitlin. Oh, Caitlin. Có phải là Caitlin? Nói lên coi. Vivian? Nói lớn. Mình tên là... Caitlin.
Benjamin, phải không? Yes. Yes, yes. Okay. Oh, wow. Rồi bây giờ em Benjamin mấy tuổi? Em 3 tuổi. 3 tuổi, trời ơi, dễ thương quá. Rồi bây giờ em Benjamin có muốn hát hay là đọc thơ hay kể chuyện không? Hát. Hát hả? Ok, rồi bây giờ mời em Benjamin hát nha. Mẹ tôi có thích tụi mình lớn tuổi. Mẹ tôi đã cứu tôi. Hay rồi, vỗ tay, hay quá. Em Benjamin rất là hay và Bảo Trân cũng cảm ơn sự kiên nhẫn của tất cả những người phụ huynh của các em thiếu nhi đã gọi vào ngày hôm nay là có cố gắng và dạy cho các em bảo tồn văn hóa tiếng Việt. Cho nên là cảm ơn mọi người rất là nhiều và chị mời em Benjamin đến đài Little Saigon TV để pick up món quà nha. Thank you so much. Và bây giờ thì trở lại với hai em Linda và Vivian. Bây giờ mình đã nghe các em, các bạn gọi vào đài rồi mà thôi. Bây giờ chị muốn nghe trực tiếp luôn, chị muốn nghe em hai em hát luôn. Vậy thì hai em có thể tặng cho quý khán giả một bài gì không? Dạ, bây giờ em nào trước? Bánh từ tiền. Rồi, bánh từ tiền nha. 1, 2, 3. Bánh từ tiền. Ờ rồi, em này thua rồi, em hát trước. Là em muốn hát bài gì? Là con hát trống cơm. Trống cơm, wow. Bây giờ em vừa hát vừa múa được không? Hay là bây giờ em hát còn em múa? Rồi bây giờ em hát rồi hai chị múa luôn. Rồi 1, 2, 3. Đình đành có cái trống cơm. Can I kêu vô? Oh my bom mẹ đen bom. Oh my bom mẹ đen bom. Một ngày đã tiền con xin. Một ngày đã tiền con xin. Ôm mấy lời, lời, lời. Xong ôm mấy chị tìm em nhớ thương ai. Tôi có mắc ôm mấy liềm diêm. Tôi có mắc ôm mấy liềm diêm. Hey, rất là dễ thương. Ok, em cũng xứng đáng để pick up một món quà tại đài Sài Gòn TV. Lát nữa em chạy ra em lấy liền nhé. Rồi, bây giờ tới phiên em Vivian. Em có muốn hát bài gì tặng cho quý khán giả không? Dạ, có xin tặng bài cho con. Cho con, ok. Rồi, bây giờ mời em hát bài này. Và hồi nãy á, em Linda, hồi nãy em Linda hát và chị Vivian múa. Bây giờ chị Vivian hát, rồi em Linda có múa được không? Không biết nhảy. Không biết nhảy hả? Ok, không sao. Bây giờ em bắt trước chị rồi em sẽ biết nhảy liền. Ok, ready? Rồi. Mẹ sẽ là cái chim nữa con đi tại xa. Mẹ sẽ là cánh hoa cho con cài lên nhà. Ba mẹ là lá chanh này cho suốt đời con. Vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Yeah, hay quá. Rồi bây giờ tới phiên chị Bảo Trân vỗ tay cho em và high five em guys. Whoop, ok, hay lắm. Và chị cũng mời em đến đài Little Saigon TV. Lát nữa chạy ra lấy món quà luôn. Cũng như là hai em trong phần đầu luôn. Lời cuối cùng, hai em có muốn gửi lời tạ ơn Thanksgiving cho ai không? Dạ con. Dạ con xin làm đó để cho ba mẹ và gia đình của con. Ok, rồi. Và em nữa, em có muốn say Thanksgiving cho ai không? Say thank you cho ai không? Dạ. Hai. Dạ con xin các bạn cho niềm vui Thanksgiving. Ok, chúc các bạn có niềm vui cho Thanksgiving. Và kính thưa quý vị, Bảo Trân cũng cảm ơn tất cả quý vị cũng như là các em thiếu nhi đã ủng hộ cho chương trình Thế Hệ Trẻ. Kính thưa quý vị, nhân dịp này Bảo Trân cũng xin thông báo là hàng tuần, trước đây là Thế Hệ Trẻ vào tối thứ tư, nhưng mà đầu tháng 12 thì chương trình Thế Hệ Trẻ sẽ dời vào tối thứ ba, từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi tối.
xin mời quý vị đón xem chương trình Thế hệ trẻ và tiếp tục ủng hộ cho chương trình này để giúp cho các em, khuyến khích cho các em học tiếng Việt. Một lần nữa xin kính chào quý khán thính giả của đài Little Saigon TV.